Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 13, trang 58, sách giáo khoa, toán 7, tập 1. Đề bài đó là cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch, điền số thích hợp vào ô trống trong mỗi bảng sau. Như vậy, ở trong bảng chúng ta nhìn thấy có hai giá trị x và y. Chúng ta có x, chúng ta cần đi tìm y. Và có một cột chúng ta có cả hai giá trị x và y. Thì các bạn chú ý cho cô. Đề bài cho x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì chúng ta có định nghĩa sau. Nếu y liên hệ với x theo công thức y bằng a trên x hay x nhân y bằng a với a là hằng số khác không thì ta nói y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là a. Như vậy chúng ta có x muốn tìm được y thì chúng ta thay vào công thức. Nhưng mà trước khi thay vào công thức thì chúng ta sẽ phải đi tìm hệ số tỷ lệ a trước. Như vậy ở bài toán này chúng ta có là x nhân y bằng a ở đây chúng ta đã có một cột có cả giá trị x và y như vậy từ đây chúng ta sẽ tìm được a sau khi tìm được a thì chúng ta tương ứng tìm được các ô còn lại như vậy chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau ta có x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch nên ta có x nhân y sẽ bằng a với a là hằng số khác không chúng ta có x nhân y bằng a rồi mà chúng ta có là x bằng 4 y bằng 1,5 từ đây chúng ta suy ra nên a sẽ bằng x nhân y và bằng 4 nhân với 1,5 và bằng 6. Suy ra, chúng ta có x nhân y là bằng 6. Chúng ta suy ra tiếp cho cô. Y sẽ phải bằng 6 trên x. Hoặc là chúng ta có là x sẽ phải bằng 6 trên y. từ đây thì chúng ta sẽ điền được vào trong bảng ô thứ nhất đề bài cho x bằng 0,5 thì chúng ta sẽ đi tìm y như vậy chúng ta sẽ thay vào công thức này vậy suy ra y bằng 6 phần 0,5 6 phần 0,5 chính là bằng 12 ô thứ hai là với x bằng âm 1,2. Suy ra, y bằng 6 chia cho âm 1,2 và bằng âm 5. Tiếp theo, ô thứ ba để bài lại cho y. Như vậy cho y thì chúng ta thay vào công thức này để tìm được x. Với y bằng 3, suy ra x bằng 6 chia 3 bằng 2. Tiếp theo là với y bằng âm 2 thì suy ra x bằng 6 chia âm 2 bằng âm 3 cột cuối cùng là cho x với x bằng 6 suy ra x bằng 6 thì chúng ta sẽ thay vào đây y bằng 6 chia 6 bằng 1 từ đây thì chúng ta hoàn thành vào bảng x bằng 0,5 thì y bằng 12. x bằng âm 1,2 thì đây là âm 5. y bằng 3 thì x bằng 2. y bằng âm 2 thì x bằng âm 3. Và cuối cùng là x bằng 6 thì y bằng 1. Như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 13 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.